Theo thông tin chúng tôi nhận được, Yuji, Choso, Maki và Mikel sẽ tham chiến trong chap 255. Vậy là sau đòn hắc thiểm cực mạnh, Maki đã hồi phục chỉ trong một chap. Điều này cho thấy thiên giữ chú phục của cô đang dần hoàn thiện. Ở cuối chap trước, Sukuna chuẩn bị ra tay lấy mạng của Ui Ui thì bất ngờ anh da đen Miguel đến giải cứu kịp thời cho cậu nhóc. Lần này, đối thủ của hắn là một người đến từ bên ngoài Nhật Bản. Và đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta một lần nữa chiêm ngưỡng sức mạnh của anh kể từ sau Jujutsu Kaisen Chapter 0. Nhưng trước khi đến với nội dung của Chap 255, tôi sẽ phân tích sơ lại Chap 254 đã nhé. Lưu ý, cảnh báo video sẽ chứa rất nhiều chi tiết spoiler, thế nên đừng có ngại ngùng gì khi mà xem. Nếu đã xem tới đây thì ngại gì không cho chúng mình một like và subscribe ủng hộ nhỉ? Rất nhiều bạn xem nhưng quên mất subscribe cho kênh, thế là bỏ lỡ mất những video vô cùng hấp dẫn của chúng mình. Thế nên nhớ bấm like, subscribe, tiện thì đăng ký luôn cả hội viên, giúp chúng mình thoát cảnh nghèo đói nhé. Chap 254 mở đầu trận chiến Kusakabe đã thi triển tần âm lưu giản dị lãnh địa, cư hợp tịch nhiệt. Trong chap 253, chúng ta đã thấy Kusakabe được nhiều chú thuật sư đánh giá cao về tài năng của anh. Tất cả bọn họ, bao gồm cả ông thầy Gojo đều cho rằng Kusakabe là chú thuật sư cấp 1 mạnh nhất và rất tháo vát. Tuy không sở hữu thuật thức bẩm sinh, nhưng anh được xem là bậc thầy trong việc sử dụng giản dị lãnh địa. Ông thầy Gojo cho rằng, để một người mới vào nghề có thể sử dụng được nó, họ cần phải lập khế ước. Nhưng Kusakabe không cần phải làm như vậy, thậm chí anh còn có thể mở rộng phạm vi của lãnh địa ở mức độ đáng kinh ngạc. Nhờ đó anh có thể khuếch đại chú lực của mình. Bằng cách kết hợp một chương trình gốc vào giản dị lãnh địa, Kusakabe có thể tự động chặn bất kỳ thứ gì xâm nhập vào lãnh địa bằng thanh kiếm của mình. Dù là giản dị lãnh địa, nhưng nó vẫn mang đặc tính giống những lãnh địa khác như khuếch đại chú lực và tăng sức mạnh thể chất. Mọi người có thể thấy, Kusakabe đã có thể né những nhát chém của Sukuna, đồng thời những đòn tấn công của anh ta không cần phải dùng quá nhiều lực mà vẫn đủ để làm hắn bị thương. Tân âm lưu cư hợp tịch nhiệt còn giúp Kusakabe có thể tái tạo lại thanh kiếm của mình bằng chú lực. Dù khá ấn tượng, nhưng chúng ta cũng không có quá nhiều kỳ vọng vào anh, vì đơn giản anh không quá mạnh. Đến những cái tên máu mặt như Gojo và Yuta còn thất bại trước hắn, thì không có cái cửa nào để tin vào việc Kusakabe sẽ đánh bại được Sukuna. Kusakabe bị Sukuna chém hai đường trước ngực, anh đã gục ngã trên nền đất, không rõ sống chết. Ui Ui xuất hiện vội lao đến để đưa anh đến chỗ Shoko nhằm chữa trị. Nhưng Sukuna bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu nhóc. Hắn ta cảm thấy khó chịu rồi tấn công cậu. Thật không may mắn cho hắn ta khi Miguel đã kịp thời cứu cậu nhóc khỏi cái chết. Miguel đã đối đầu với Gojo từ lâu trong quá khứ và anh cũng là người huấn luyện cho Yuta trở nên mạnh mẽ như ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với những ai đã xem Jujutsu Kaisen Chapter 0 sẽ biết một điều rằng Miguel cũng chẳng thể làm khó được ông thầy, rồi sau đó sẽ trở thành một bào cát và thua trận một cách thảm hại. Liệu anh ta có mạnh hơn những người mà Sukuna đã chiến đấu trong vài chap trước hay không? Tất cả sẽ được biết thông qua nội dung của chap 255 này nhé. Chap 255 có tựa đề Quyết chiến tại tử địa Shinjuku lần thứ 27. Khởi đầu chương là khung cảnh Miguel đứng trên sân thượng tòa nhà cùng với Larua. Bên cạnh họ là Ui Ui mới được cứu và Kusakabe với hai vết chém trước ngực, đang được một bàn tay lớn nắm lấy. Có thể bạn đã quên, ngày xưa Larua chính là đồng đội cũ trong nhóm nguyên sư với Geto. Bàn tay lớn này xuất phát từ thuật thức của anh. Trước khi trận chiến bắt đầu, chúng ta được đưa đến một đoạn hồi tưởng. Khung cảnh Miguel đang ngồi trên chiếc ghế và trước mắt anh là Larua và Yuta. Sau khi Yuta kể cho anh nghe về cái chết của ông thầy Gojo, anh cảm thấy rất bất ngờ và chỉ biết thốt lên. Không thể nào, Gojo Satoru mà thua ai chứ? Nói gì vậy? Cả hai mong muốn rằng Miguel sẽ hỗ trợ cho họ trong trận chiến với Sukuna. Nhưng anh đã từ chối và nói rằng, tại sao tôi phải chiến đấu với một con quái vật đã giết chết ông thầy Gojo chứ? Larua cố gắng thuyết phục Miguel. Hắn ta sẽ kiệt sức sau khi chiến đấu với Gojo Satoru, nên lúc đó anh hãy ra đòn cuối đi, Miguel-chan. Yuta cũng nói thêm, nếu như bọn họ thất bại trong việc tiêu diệt Sukuna, thì thiệt hại sẽ lan ra ngoài nước Nhật với đồng hóa toàn diện. Miguel trầm chọc, thế là con chú linh siêu to khổng lồ như Godzilla sẽ tới quê hương tôi à? Nhưng có cố gắng đến mức nào, anh vẫn từ chối trước yêu cầu giúp đỡ của cả hai người họ bằng một lập luận gây sốc. Tại sao người Nhật các cậu nghĩ rằng những người da đen chúng tôi sẽ sống sót sau bất cứ điều gì?
Anh cũng nói thêm, như phép tắc lịch sự của người Nhật, đúng ra là tự bản thân Gojo phải cúi đầu nhờ vả mới phải chứ. Yuta đáp lại, vậy tôi sẽ làm điều đó có được không? Miguel sững sờ và sợ hãi ngồi co người lại. Laru bảo Yuta, hãy để anh ta một mình nói chuyện với Miguel. Cả hai sau đó có một cuộc nói chuyện riêng. Miguel nói rằng anh ấy đã làm mọi thứ vì anh ấy muốn theo Geto, tin rằng một ngày nào đó Geto sẽ trở thành vua. Sau đó anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cho Yuta vì ân huệ xưa khi ông thầy Gojo đã từng cứu mạng anh. Giờ đây, anh không muốn dính líu gì liên quan đến nước Nhật nữa. Laru tiếp tục thuyết phục Miguel bằng cách gợi lại tên những đồng đội cũ của họ. Mimiko, Nanako, Manami, Toshihisa, mọi người đều yêu quý Geto. Anh còn nói thêm, anh và Miguel nên cùng nhau chiến đấu bằng tất cả những gì họ có để mang lại hòa bình cho Geto. Miguel nói rằng, có phải anh muốn trả thù sau trận chiến ở Shibuya, hay mục đích thực sự của anh là lấy lại thân xác của Geto từ tên Kenjaku? Laru phủ nhận chuyện đó. Điều anh muốn là cả hai hãy cùng nhau đi thăm mộ, dùng bữa với nhau, vẫy chào tạm biệt, chiến đấu hết mình để bảo vệ họ ở trên thiên đàng hay giữ gìn sức khỏe. Miguel yên lặng một chút, sau đó anh bỗng đùa rằng thiên đường ở đâu không thấy, chỉ thấy cánh cổng dẫn đến địa ngục. Có vẻ như lời thuyết phục của Laru đã có tác dụng. Nhưng Miguel cũng đưa ra điều kiện vì anh không thể làm điều giống với những người có thể sử dụng lãnh địa. Nên Miguel chỉ tham chiến khi mà Gojo và Yuta thất bại. Còn Sukuna thì không thể sử dụng lãnh địa được nữa. Anh cũng muốn Laru tham chiến cùng để cả hai cùng nhau đối đầu với Nguyền Vương tàn bạo ấy. Điều này khiến anh ta bĩu môi hỏi rằng, có cả tôi nữa hả? Miguel đỡ đầu trả lời, càng nhiều người càng tốt. Quay trở lại với trận chiến, Miguel nhận ra Sukuna đã không thể sử dụng được lãnh địa. Anh nghĩ rằng đấy chính là món quà mà ông thầy Gojo đã để lại trước khi xuống suối vàng. Laru cũng nhận ra phản truyền thực thức của Sukuna đang yếu đi. Vì vậy, những vết thương mà hắn đang gặp phải, bao gồm cả cánh tay bị chặt đứt và tim của hắn sẽ không lành lại được. Trận chiến bắt đầu khi tòa nhà bắt đầu sụp xuống. Laru nhảy xuống mặt đất, giơ tay ra và bàn tay của anh trở nên to lớn, tóm lấy Sukuna khi hắn đang lao đến. Anh đẩy hắn về phía bức tường, nhưng ngay lập tức nhận một phát chém ngang bụng từ Sukuna. Miguel cũng nhảy vào tham chiến. Hắn ta tiếp tục tung ra những nhát chém về phía Miguel, nhưng anh đã sử dụng thế võ Capoeira kê đầu né hết toàn bộ đòn chém của hắn. Sukuna vung cước lên, nhưng Miguel vẫn né được. Bàn tay lớn kéo Laru đi chỗ khác để Miguel ở lại đánh cận chiến tay đôi với Sukuna. Theo lời giải thích của người dẫn chuyện, thuật thức của Laru là tâm thần trưởng ác, cho phép người dùng có thể nắm bắt được thuật thức của đối thủ trong tay. Bàn tay ảo đó có thể được phục hồi sau nhiều lần chấn thương, nhưng mọi thiệt hại sẽ được tính theo tỷ lệ 1 trên 10 cho cơ thể gốc của Laru. Lưu ý, bản dịch thuật thức này có thể không đúng. Chúng ta chỉ còn cách đợi bản chính thức ra mắt để biết chính xác hiệu ứng của nó. Sukuna cho rằng thuật thức của Laru khá nhàm chán và chỉ có thuật thức của Miguel mới thực sự khiến hắn thấy hứng thú. Thuật thức của Miguel là kỳ đảo ca, khúc hát nguyện cầu. Khi giai điệu được khắc vào thân thể, nó sẽ khiến anh có thể đánh lui được lời nguyền, từ đó tăng cường năng lực thể chất của anh. Một đoạn hồi tưởng lại diễn ra. Có lẽ là khoảng thời gian ông thầy đến châu Phi để gặp Yuta. Ông thầy Gojo giải thích cho Yuta về thuật thức của Miguel. Cơ bản, thuật thức này sẽ mang lại buff và debuff cho bản thân và đối thủ mà không cần sử dụng đến lãnh địa. Ông thầy Gojo cũng biết thêm đó là một thuật thức khá hữu ích nhưng không thực sự đáng sợ. Miguel khá bất ngờ và hỏi Gojo rằng sao anh lại biết về thuật thức của tôi? Và nhận được câu trả lời từ ông thầy. Nhìn là cũng đoán được đại khái mà. Gojo nhận xét thêm, 99% lực lượng chú thuật sư là người Nhật. Với chú thuật sư người Nhật thì cường hóa cơ thể bằng chú lực. Hiếm ai có cơ bắp và cấu trúc xương được như Miguel cả. Ông thầy nhận định, Miguel sẽ trở thành một mối đe dọa lớn với các chú thuật sư ở Nhật Bản. Miguel trả lời lại, đừng gắn mác tôi như thế. Vậy là phân biệt đấy. Cũng có người da đen trở thành vận động viên thể thao đấy thôi. Điều đặc biệt không phải vì tôi là người da đen, mà vì tôi là tôi. Ông thầy lúng túng xin lỗi vì nhận xét thiếu suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, Miguel hòa nhã đáp lại rằng, không sao cả, anh hiểu ý tốt của Gojo. Yuta hỏi lại, vậy nó có phải là mối nguy hại với thầy Gojo không? Gojo liền đáp lời, phải ha, không biết có được không nữa. Nếu thầy và Miguel chiến đấu với thể chất thuần, không có thuật thức hay cường hóa chú lực, thì nếu là chuyển động đường thẳng,
thầy sẽ thắng. Còn chuyển động theo điểm thì khả năng cao là thua. Quay lại trận chiến, Miguel nắm lấy tay Sukuna rồi đấm liên tiếp vào bụng hắn. Sukuna nhận ra phía sau có người nên lập tức lấy tường chặn lại. Đòn tấn công đó chính là siêu tân tinh của Choso. Ngay sau đó, anh cũng nhận ngay một nhát chém từ hắn ta. Bất ngờ, Yuji nhảy vào, chụm hai bàn tay của mình lại, đấm vào đầu Sukuna. Nhưng hắn khuỵ gối ngả người đỡ đòn. Hắn hỏi cậu, người vẫn còn sống à? Chap này, người dẫn chuyện đã giúp tôi trả lời những thắc mắc trong video phân tích chap 254. Việc thi triển giải chia cắt thế giới thông qua mở rộng đối tượng thuật thức cần phải có trưởng ấn của Diêm Ma Thiên, Enmaten, loại thủ ấn mà Sukuna dùng mở lãnh địa. Tương tự như việc thi triển phục ma ngự chủ tử, nhưng vì hắn chỉ còn lại một cánh tay sau đòn hư thức tử cuối cùng của Gojo, nên hắn buộc phải dùng đến lời thề ràng buộc để thực hiện đòn chém thế giới mà không có kết ấn tay. Giờ đây, khi đã hồi phục hình dạng ban đầu, Sukuna buộc phải dùng cả hai tay để kết ấn và đọc thần chú mới kích hoạt được chiêu thức hủy diệt này. Không những vậy, Sukuna còn phải xác định chính xác hướng chém bằng cách dùng tay chỉ định hướng đi của nhát chém tuyệt đối. Trở lại với trận chiến, trong khi Yuji và Sukuna đang trao cho nhau những cú đấm yêu thương, Maki bất ngờ xuất hiện và chém đứt cánh tay trái của Sukuna cùng với một nụ cười thích thú trên môi. Sukuna cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Maki đã quay trở lại sau khi ăn một đòn hắc thiểm của mình. Yuji tiếp tục lao đến tấn công, trong khi nghĩ rằng Sukuna không thể hoàn thành kết ấn vì hắn chỉ còn lại đúng hai cánh tay và hắn cũng không thể sử dụng được phản chuyển thuật thức. Cuộc chiến có lẽ đã đến hồi kết, nhưng Sukuna ngay lập tức dập tắt hy vọng của Yuji bằng cách tung một đòn hắc thiểm vào Laru. Lời cuối cùng của người dẫn chuyện: Gojo Satoru đã khôi phục xuất lực của phản chuyển thuật thức mà anh đã đánh mất trong cú hắc thiểm thứ hai. Nguyên Vương cũng sẽ. Chap 255 cũng kết thúc tại đây. Thông báo cuối cùng, nếu không có gì thay đổi, tuần sau chúng ta có thể vẫn có chap mới. Và đó là những thông tin mới nhất mà chúng mình thu thập được của chap 255. Có thể thấy chap này đã cung cấp cho chúng ta khá nhiều thông tin quan trọng liên quan đến cái chết của ông thầy Gojo. Tôi hy vọng chap này đã đủ để thỏa mãn được mọi mong đợi của chúng ta trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng nhìn lại, Sukuna vẫn đang chiếm ưu thế trong trận chiến này. Tôi thực sự không biết liệu Sukuna có thể lấy lại được phản chuyển thực thức của mình hay không nữa. Hy vọng chap tiếp theo sẽ làm rõ sự thật đó. Còn bây giờ, nếu thấy hay, nhấn để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!